Xin chào mọi người, hôm nay mình mới nhận một con Realme C12 nha. Con này bề kính này, bề kính gấp đây, trên mài còn đẹp nhưng mà bề kính ha. Mình sẽ ép kính con này cho anh em tham khảo nha. Và tiến hành nha anh em.